Project thứ hai nằm trong đề ôn luyện thi chứng chỉ MOS World 2019. Đến với pass đầu tiên, đề yêu cầu là các bạn sẽ tìm từ automatic và xóa từ đó trong tài liệu. Để có thể tìm kiếm nội dung trong cuộc, các bạn sẽ vào cho mình thẻ home. Sau đó các bạn sẽ tích chọn vào công cụ file. Sẽ hiển thị cho bạn một cửa sổ ở bên trái của giao diện cuộc. Tại đây các bạn sẽ tìm từ mà đề yêu cầu ha. Ở đây mình sẽ copy cái từ automatic. Các bạn sẽ nhấn chuột phải và chọn copy nha. Hoặc các bạn có thể nhấn Ctrl C. Tiếp theo, trong ô tìm kiếm này các bạn sẽ nhấn Ctrl V. Sau khi mà các bạn đã gõ nội dung vào trong cái ô tìm kiếm rồi thì từ đó sẽ được bôi đen nha. Đó, sẽ được bôi đen. Ở đây thì mình đã tìm được cái từ automatic đầu tiên này. Các bạn có thể tích chọn vào biểu tượng xuống để xem các vị trí của các từ mà cần tìm kiếm ha. Rồi ở trong đoạn văn này thì chỉ có một vị trí chứa từ automatic thôi. Tại đây các bạn sẽ xóa cái cụm từ automatic đi bằng cách các bạn sẽ bôi đen cụm từ đó và nhấn phím delete để xóa. Tiếp theo mình sẽ đến với task 2. Trong task 2 này để yêu cầu là các bạn sẽ sử dụng tính năng của Word để thay thế tất cả các trường hợp của Informatics Technology với Basic Informatics để có thể thay thế. Các bạn cũng vào cho mình thẻ home ha. Tại đây các bạn sẽ chọn cho mình một công cụ là Replace. Sẽ hiển thị hộp thoại File and Replace này. Tại đây các bạn sẽ thấy là có hai ô là File What và Replace With. Trong ô File What này các bạn sẽ dán nội dung mà các bạn muốn thay thế. Và ở ô Replace With này là các bạn sẽ dán nội dung mà các bạn sẽ thay thế vào. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào Replay On để thay thế tất cả. Rồi nhấn OK. Sau đó các bạn sẽ nhấn Close. Tiếp theo ở task 3 này, để yêu cầu là trong phần Letters, chuyển đổi văn bản được phân cách bởi tab thành bảng có hai cột, mặc định là autofix, mặc định là autofix behind verse. Các bạn sẽ di chuyển đến phần letter nhé. Đây, đây là phần letter. Tại đây để yêu cầu là các bạn sẽ chuyển đổi nội dung trong cái phần letter này thành bảng có hai cột để có thể chuyển đổi nội dung này thành bảng có chứa hai cột. Các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ bôi đen nội dung mà các bạn muốn chuyển ha. Tiếp theo các bạn sẽ vào Insert, chọn công cụ là Table, chọn cho mình tính năng là Convert Text to Table. Tại đây các bạn sẽ nhập cho mình số cột ha. Số cột để yêu cầu là 2, các bạn sẽ tích chọn là 2. Tiếp theo ở bên dưới mục Autofix Behind Verse, các bạn sẽ tích chọn cho mình vào tùy chọn đầu tiên nha. Và để tính năng là Auto. Rồi các bạn sẽ nhấn OK. Tiếp theo mình sẽ đến với task 4. Trong task 4 này để yêu cầu là trong đoạn văn bản rộng phía sau tiêu đề của tài liệu trên bảng mục lục sử dụng kiểu Automatic Table 1. Ok, các bạn sẽ di chuyển đến đoạn văn ở phía sau tiêu đề của tài liệu ha. Ok, ở đây mình sẽ tích chọn vào vị trí phía sau tiêu đề. Tiếp theo các bạn sẽ vào thẻ Reference ha. Và chọn cho mình công cụ là Table of Content. Đây là công cụ giúp cho các bạn có thể tạo mục lục. Và các bạn sẽ chọn vào tính năng Automatic Table 1. Tiếp theo mình sẽ đến với task 5. Trong task 5 này để yêu cầu là các bạn sẽ thực hiện trong phần Contact Us trong hộp văn bản màu xanh đậm trên văn bản có nội dung như sau. Rồi ở đây mình sẽ copy cái văn bản mà để yêu cầu muốn chèn, sau đó nhấn chuột phải và chọn vào tính năng copy, và các bạn có thể nhấn Ctrl C nha.
Tiếp theo, các bạn sẽ di chuyển đến phần Contact Us. Ok, đây là phần Contact Us. Còn đây là mục màu xanh mà đề yêu cầu. Tiếp theo, các bạn sẽ chèn nội dung vào trong cái hộp màu xanh này ha. Các bạn sẽ click chọn vào thì sẽ hiển thị biểu tượng nút chuột ở trong hộp này. Tại đây thì các bạn sẽ dán nội dung mà đề yêu cầu muốn chèn vào ha. Ở đây mình đã copy sẵn rồi thì giờ mình nhấn Ctrl V để dán nội dung chữ vào. Tiếp theo mình sẽ đến với task 6. Trong task 6 này đề yêu cầu là trong phần letter xóa chú thích hoặc ghi chú mà được tính vào trong văn bản. Ok, các bạn sẽ di chuyển đến phần letter ha. Ok. Tại đây các bạn sẽ thấy có một biểu tượng chú thích ở đây. Để có thể xóa chú thích này đi, các bạn sẽ tích chọn vào cái chú thích đó. Sau đó, các bạn sẽ vào thẻ review. Trong nhóm comment, các bạn sẽ chọn vào biểu tượng delete và chọn delete để xóa cái chú thích đó đi. Rồi, mình sẽ đến với task 7. Đến với task 7 để yêu cầu là trong phần overview, bạn sẽ thay đổi khoảng cách dòng của hai đoạn văn bản. Đó là exactly với 4 points. Các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ di chuyển đến phần overview ha. Tiếp theo các bạn sẽ bôi đen tất cả đoạn trong phần overview này ha. Sau đó các bạn sẽ vào thẻ form, chọn vào biểu tượng mũi tên bên cạnh nhóm paragraph ha. Rồi tại đây các bạn sẽ kéo xuống ở mục line spacing, các bạn sẽ chọn cho mình là exactly. Và ở ô app, các bạn sẽ gõ cho mình là 14 pon ha. Rồi. Sau đó nhấn OK. Mình sẽ sang task 8. Đến với task 8 này, để yêu cầu là các bạn sẽ áp dụng kiểu style là intensity emphasis cho đoạn văn sau tiêu đề letter. Để có thể áp dụng kiểu style này, các bạn sẽ thực hiện các bước như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ di chuyển đến mục letter. Các bạn sẽ bôi đen cho mình đoạn văn sau tiêu đề letter này ha. Tiếp theo các bạn sẽ vào thẻ home. Tại đây các bạn sẽ tích chọn cho mình mũi tên mở rộng ở trong phần style ha. Và các bạn sẽ chọn cho mình kiểu style intense emphasis. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn. Project 2 nằm trong đề ôn luyện thi chứng chỉ MOS Work 2019. Mời các bạn sẽ xem tiếp video tiếp theo.